Hello cả nhà, Bị Bóng xin chào cả nhà trong nước và ngoài nước nha. Bữa nay Bị Bóng đã dẫn mọi người đi qua tới nhà đám ma bà ngoại của Hạo đi chưa Hạo đi chương giỏ nha cả nhà. Mà hát trong đoàn Lô Tô Hương Nam á nha. Kính thưa các loại bóng luôn nha cả nhà. Trời tối rất là đông. Hát trong đoàn Lô Tô Hương Nam á cả nhà. Ui, giờ chưa có ai hát hả? Càng giờ tối đi cả nhà, càng coi đi càng hấp dẫn hơn. Bảy ở đây đến tối luôn hả bảy? Dạ, đi tới tối luôn đi. Lưu một hai hai sườn lưu lưu một lưu một đi Hà Vi từ đây mà đi ra Lô Tô Hương Nam hơi xa ha bảy ha, từ bên Gò Vấp mà qua quận 11 khác Lô Tô Hương Nam cũng xa. Hôm nay Bảy Bóng và Hoàng Long nha đến ra nhà Hà Vi Chương với lại chia buồn về với Hà Vi nha cả nhà yêu. Thank you.
Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chị Thanh Thanh. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và được sự gia đình chấp nhận và chấp nhận với Hằng đã gây được chia buồn gia đình Tăng Quyến. Và tới đêm nay cũng là đêm cuối, và sáng nay con cháu trong gia đình bà có tình nghĩa lớn sớm cũng đưa nhà bà Hoài về nơi an nghỉ cuối cùng. Và tầm nhớ và của Tiến Hằng sẽ lên làm 3 chương trình. Và chương trình bằng đầu ca nhạc trong nước và ngoài nước, và chương trình bằng 2 chương trình siết, và chương trình bằng 3 hội chợ lô tô kích động hồ quảng lương sương bá thuận đài nửa đời hương phấn. Và tầm nhớ ca nhạc của Tiến Hằng xin được phép bắt đầu. Và chương trình tới đây là chương trình chung một tấm lòng gửi lòng nhiều những cái quan thân thương của quý quan khách là cũng như là bà ngoại của Hà Vi nha, bà con bác và anh chị nha. Trước là cũng cảm ơn bà con cô bác lớn sớm thì gia đình cũng như là có tan có mất có bà ngoại mất như vậy, và chỉ có một đêm thôi để sáng và hiu hoại rồi, và có điều gì sơ sót và ở sớm niệm tình tha thứ bỏ qua. Và bạn đồng của Hà Vi và cũng chia buồn với gia đình và của Hà Vi và bà ngoại nằm xuống. Và bên trên của các màn hình laptop cho chị được một chút cho quý quan khách những tình khúc và quý quan khách có quyền chọn lựa và để chia buồn với đồng nhóm của Tiến Hằng. Và có điều gì sơ sót trong gia đình và quý quan khách niệm tình tha thứ bỏ qua cho đồng nhóm của Tiến Hằng luôn, và có bắt bạn chị ha. Và bây giờ để mở đầu chương trình ca nhạc tới đêm nay, và quý quan khách nghe tiếng hát đầu tiên với tiếng hát của Lệ Tiền. Và bây giờ chờ lại tiếng hát đầu tiên với tiếng hát của Châu Anh. Vỗ tay lên quý vị ơi. Ok, không sao đâu. Và bây giờ chờ lại với giọng ca ngọt ngào truyền cảm của Châu Anh. Và những tiếng khúc cũng nói về ngoài, về nội, về mẹ nha bà cô bác và anh chị nha. Đêm nay cũng là đêm cưới rồi, bà con cô bác ở sớm có điều gì thì hơi sơ sót và ồn ào, bà con cô bác ở sớm tìm tình tha thứ bỏ qua cho ở trong gia đình của Hà Vi như là một đứa em nghe bắn gì vậy cưng. Tôi là anh Trương Trương xin chia buồn với gia đình của chị Hà Vi, và các khách Trương xin gửi đến chú chị cho các bức ảnh đi ca nhạc tình mẹ, xin mời quý vị theo dõi. Thank you.